Sau mùng 1 tháng 10 âm lịch, xui xẻo kéo đến, hai tuổi này đại hạn, vỡ nợ, cẩn thận tán ra bại sản, nghèo không ngóc đầu lên nổi. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ai trong chúng ta cũng đều mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp, mọi sự đều thành công, thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, đâu phải ai mong cầu được như ý muốn sẽ có được những con giáp gặp nhiều may mắn và sẽ có những con giáp không tránh khỏi được tai hại, tài vận bế tắc, kiếm tiền gian nan, có khả năng sẽ gặp phải những chuyện không như ý. Đặc biệt là sau mùng 1 tháng 10 âm lịch, có 3 con giáp sẽ gặp khó khăn về công danh, sự nghiệp, không thăng tiến, tài lộc ảm đạm, cuộc sống lâm vào bế tắc. Nếu không biết nắm bắt và phòng tránh, có thể dẫn đến họa phá tài. Để biết được đó cụ thể là những con giáp nào, những đại hạn nào sẽ xảy đến với những con giáp đó, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát đi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Con giáp xui xẻo đầu tiên trong số 12 con giáp đó là tuổi Thìn. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm nay cho thấy rằng vận trình tháng này của người tuổi Thìn khá bấp bênh, hung cát song hành, đòi hỏi con giáp này phải thật vững tâm và kiên trì thì mới có thể vượt qua mọi sóng gió. Đầu tiên về sự nghiệp, tử vi tháng 10 năm 2020 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy rằng sự nghiệp của những người tuổi Thìn trong tháng 10 âm này không được lý tưởng như mong muốn của bản mệnh do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm suy. Ở thời điểm mọi thứ khá bấp bênh như vậy, đòi hỏi như chú rồng phải thật vững tâm và kiên trì mới có thể vượt qua mọi sóng gió. Nhiều biến động bất lợi xảy đến khiến những chú rồng không khỏi lao đao một phen. Điển hình là tình hình công việc không lý tưởng. Điềm báo tử vi cho thấy nội bộ nơi làm việc xảy ra mâu thuẫn, tranh quyền, đoạt vị. Tuy xung đột trong tập thể ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi Thìn nhưng khiến bản mệnh cảm thấy bất an hoặc chán trường, muốn thay đổi môi trường làm việc mới, lại thêm thương quan cản trở. Điều này khiến cho bản mệnh khó có thể thực hiện được kế hoạch của mình. Những khó khăn không ngừng nảy sinh ngoài dự kiến khiến cho con giáp này vất vả, xoay sở. Dù có những ý tưởng mới mẻ và độc đáo, có sự quyết tâm cao độ nhưng con giáp này vẫn chưa biết cách lên kế hoạch cụ thể. Chưa có sự trau chuốt cần có, thiếu sự chuẩn bị kỹ càng nên tới phút cuối dễ dàng trượt khỏi kế hoạch, không đạt được đến mục tiêu đề ra. Những lúc trong cát tàng hung, trong thuận có nghịch như vậy, bạn càng không được chủ quan, cẩn thận, không bao giờ là thừa thãi. Bạn phải luôn nhớ rằng hành sự lấy ổn định làm trọng, suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất kể quyết định gì, tránh nóng vội, kẻo hỏng sự. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng. Trong tháng này, bạn vẫn sẽ nhận được sự trợ giúp của cả hai cát tinh, tử vi và giải thần nên vẫn có thể xoay chuyển tình thế. Chỉ cần mệnh chủ kiên nhẫn hơn nữa, hạ quyết tâm cao độ, biến trở lực thành động lực để phấn đấu vươn lên bất chấp nghịch cảnh thì chắc chắn sẽ đạt được thành quả mỹ mãn như mong đợi. Xét về năng lực, có thể bạn vẫn còn nhiều hạn chế ở nhiều mặt, nhưng xét về độ kiên trì, cố gắng thì bạn không thua kém bất cứ ai. Chính điều đó sẽ giúp bản mệnh có được thành công như ngày hôm nay. Đừng bỏ qua ưu thế sẵn có của bản thân mình. Ngoài ra, tuổi Thìn cũng cần giữ thái độ khiêm nhường, kẻo bị tiểu nhân đố kỵ, tìm cách hãm hại, ngăn cản bước đường tiến thân. Thứ hai, đó là về tình duyên. Trong tháng Đinh Hợi này, chuyện tình cảm của tuổi Thìn không có nhiều biến động rõ ràng cho lắm. Người độc thân gặp phải nhiều chuyện không như ý, tình cảm đơn phương trong vô vọng khiến bạn ngày càng chán nản và mệt mỏi. Các cặp đôi nhìn chung gia đạo bình an, đời sống hôn nhân khá hài hòa. Đôi lúc giữa vợ chồng cũng không thể tránh khỏi mâu thuẫn, nhưng đó chỉ là những chuyện thường nhật chứ không có vấn đề gì to lớn. Ngoài ra, mối quan hệ giữa cả hai có nhiều dấu hiệu nhạt nhòa vì hai bạn quá bận rộn với công việc, dự định cá nhân. Đừng để khoảng cách cứ vô tình lớn dần như vậy. Hai bạn cần dành thời gian để hâm nóng tình cảm càng sớm càng tốt.
May mắn là giải thần cát tinh có thể hóa giải bớt những khúc mắc mâu thuẫn trong mối quan hệ của cả hai bạn. Thứ ba, về sức khỏe. Nguyệt lệnh lâm suy, tình hình sức khỏe của những chú rồng trong tháng cũng có dấu hiệu giảm sút đáng kể. Chủ yếu là áp lực tinh thần khiến bản mệnh thường xuyên gặp phải tình trạng đau đầu, stress, ăn uống kém ngon, có thể bị sụt cân. Bạn nên chia sẻ áp lực cuộc sống với nửa kia hoặc người nhà, bạn bè để được giải tỏa tâm lý. Ngoài ra, khi di chuyển trên lộ trình xa, bản mệnh cũng cần chú ý đến vấn đề an toàn giao thông. Ảnh hưởng của những tác động xung quanh có thể khiến bạn gặp tai nạn bất ngờ dù bản thân đã chủ động đề phòng. Xin chia buồn với con giáp đen đuổi thứ hai, đó là tuổi Hợi. Cục diện Hợi, Hợi tự hình trong tháng 10 âm lịch này báo hiệu đây sẽ là một tháng khá sóng gió với con giáp tuổi Hợi. Những việc quan trọng tốt nhất nên lùi lại thời điểm khác rồi hẵng tiến hành để tránh rủi ro không đáng có. Đầu tiên, đó là sự nghiệp. Theo tử vi tháng, phương diện công việc của người tuổi Hợi sẽ có nhiều việc không thực sự như ý do chịu tác động của cục diện tự hình. Không ít kế hoạch lập ra nhưng trở thành vô ích khi mọi việc dễ đi lệch hướng. Những việc quan trọng tốt nhất nên lùi lại thời điểm khác rồi hẵng tiến hành để tránh rủi ro không đáng có. Dễ thấy nhất là trong tháng đương đầu Thái Tuế, con giáp này phải gồng mình lên để giải quyết công việc. Bạn sẽ liên tục phải vất vả, tất bật. Chưa xong việc này đã có cả đống việc chất chồng lên nhau chờ đợi phía sau. Thời gian và sức khỏe có đôi lúc còn không ủng hộ khiến bản mệnh cảm thấy vô cùng bế tắc, chật vật, tìm mọi cách để xoay sở. Bạn hãy tìm hiểu kỹ xem khó khăn hiện tại là do vấn đề của chính mình hay tại hoàn cảnh. Nếu là do mình thì tự tìm cách thay đổi, không ai hoàn hảo cả. Quan trọng, bạn biết vấn đề của mình ở đâu và tìm cách xử lý chúng. Một lưu ý nhỏ là nhận định của bạn lúc này cũng không thật sự chính xác như bạn vẫn tưởng. Vì thế, thay vì nâng cao quan điểm thì học cách lắng nghe và tiếp thu nhiều hơn sẽ tốt hơn cho bạn. Ngoài ra, thế lực tiểu nhân vây hãm càng ngày càng rõ ràng. Dù không có ý tranh giành, bon chen, nhưng con giáp này vẫn khó tránh được, vẫn bị lôi vào cuộc. Phải thật thận trọng trong việc tin tưởng những người xung quanh, đề phòng bị đâm lén sau lưng. Thời điểm này, bạn cũng không nên quá vội vàng, cứ tập trung vào tiêu chí chậm mà chắc khi làm bất kỳ việc gì sẽ giúp bạn tránh được không ít rắc rối. Sự nhanh nhảu quá mức cần thiết lúc này có thể khiến bạn bỏ nhiều chi tiết quan trọng. May mắn là nguyệt lệnh thai ở Hợi đại diện cho sự chuyển hóa, tiến triển, hứa hẹn vận trình sẽ sớm được đột phá khỏi thế bế tắc. Lại thêm chính quan nhập cục có dấu hiệu cho thấy có người sẽ hỗ trợ giúp đỡ bạn một tay. Con giáp này hoàn toàn có thể xoay chuyển tình thế nếu đủ quyết tâm và kiên trì. Nhưng nếu bạn cứ cố chấp, không thực hiện theo sự hướng dẫn và luôn tỏ thái độ hoài nghi thì tình hình sẽ không thể khá hơn. Thuyền đến đầu cầu, ắt tự thẳng. Bạn phải trải qua sự tôi luyện của sóng gió thì mới có thể mạnh mẽ hơn. Thành quả đạt được cũng sẽ ngọt ngào hơn rất nhiều. Thứ hai, về tài lộc. Nếu người tuổi Hợi đang mong chờ một tháng với vận trình tài lộc đột phá và sùng rỉnh thì có lẽ tháng này chưa phải là thời điểm ý nguyện của bạn thành hiện thực. Tài vận trong tháng không có khởi sắc rõ rệt. Dù đã rất cố gắng nhưng có lẽ thời cơ của bạn chưa đến. Hãy cố gắng án binh bất động, chờ đợi thêm xem sao. Đã vậy, các khoản thu nhập chưa thấy dấu hiệu tăng, trong khi đó hàng loạt những khoản phải chi tiêu ập tới khiến bạn trở tay không kịp, có thể phải đi vay mượn tạm thời. Do đó, việc thu, chi trong tháng cần mau chóng cân đối, tránh rơi vào tình trạng thất thoát do chi nhiều hơn thu. Tình hình kinh doanh, buôn bán trong tháng có xu hướng chững lại do gặp phải đối thủ cạnh tranh lớn. Cách thức kinh doanh của bạn đã cũ nên dành thời gian để nghiên cứu, phân tích để tìm ra hướng đi mới. Cạnh tranh không phải lúc nào cũng tiêu cực. Nếu như bạn đủ nhanh nhạy để biến cạnh tranh thành động lực và bàn đạp để mình lên thì bạn hoàn toàn có thể đi trước thị trường, nắm lợi thế tiên quyết trong tay. Trong hợp tác, đầu tư, tuổi Hợi phải hết sức tỉnh táo, tránh bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt, gây hao tài, tốn của. Thứ ba, về tình duyên. Xem tử vi tháng 10 năm 2020 của 12 con giáp âm lịch, đương đầu với Thái Tuế khiến người tuổi Hợi có xu hướng phóng đại cảm xúc của bản thân, mọi thứ khăng khăng, thích làm theo ý mình, coi mình là nhất, không chịu lắng nghe lời khuyên, ý kiến của đối phương, từ đó phát sinh mâu thuẫn, xung đột. Tâm trạng bất ổn, lên xuống thất thường có thể là nguyên nhân khiến con giáp tuổi Hợi hành xử khá bốc đồng và sốc nổi.
bạn có xu hướng cư xử khó hiểu với người ấy, đôi lúc còn chủ động khơi mào chiến tranh chỉ để xả cơn bực tức của mình. Vì thế mà không khí gia đình bỗng trở nên căng thẳng, khiến mọi thành viên trong nhà đều cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Đừng đem những nỗi bực dọc bên ngoài về và trút lên đầu những người thân như vậy. Các cặp đôi đang yêu nhau cũng khó tránh khỏi cảnh giận hờn vô cớ vì một vài mâu thuẫn phát sinh. Suy cho cùng, khi cả hai không tìm được tiếng nói chung, ắt xảy ra xung đột, khoảng cách cứ lớn dần cũng vì những lúc như vậy. Người độc thân cũng bận rộn với công việc, không có thời gian dành cho chuyện yêu đương nên tình cảm vẫn dậm chân tại chỗ. Để thúc vận tình duyên, theo phong thủy vi tinh tháng 10 này, gia chủ nên đặt thêm những vật phong thủy cầu duyên ở góc chính tây trong nhà, nơi có sao thất bạch chủ đào hoa và nhân duyên xuất hiện, có thể cắm lọ hoa hồng hay đặt các biểu tượng đôi ở đó. Thứ tư, về sức khỏe. Trong tháng này, thêm điều không vui phủ lớp màu ảm đạm lên bức tranh vận trình sa sút của người tuổi Hợi đến từ vấn đề sức khỏe. Tình trạng thể chất của con giáp này không được tốt, phần nhiều là do bản mệnh lo lắng, suy nghĩ quá nhiều khiến cho ăn uống kém ngon miệng, ngủ cũng không được an giấc. Buồn bã vất vả, nhọc lòng suy nghĩ cho công việc, tình cảm đang bào mòn sức khỏe của bạn nghiêm trọng. Nếu để tình trạng này kéo dài sẽ khiến cho sức đề kháng giảm sút, kéo theo đó là hàng loạt bệnh tật phát sinh. Vì thế, muốn cơ thể khỏe mạnh, trước tiên mệnh chủ phải điều chỉnh tâm trạng của mình, giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan thì mới có được sức khỏe tốt. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.